Chào mừng bạn đến với bản tin giá vàng đi về đâu. Hôm nay là thứ hai, như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau ở trong cái bài phân tích xem cái xu hướng của tuần như thế nào. À, chào mừng bạn, nếu như bạn đã nghe được hãy comment phía dưới video nhá. Alo, xin chào. Rồi à, xin chào Thu, chào Hằng. Hay quá. Chào Toản nhá. Chào Hưng nhá. Ok, chào tất cả anh em, nếu như nghe được thì hãy comment ở bên dưới video là nghe được nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người. Ok xin chào. Rồi xin chào 100 anh em, hay quá tuyệt vời. Rồi xin chào. Ở, ở trước khi vào cái phân tích về mặt đồ thị kỹ thuật thì tôi xin mời anh chị nhìn lên cái bảng tin xem tuần này là tuần gần cuối của tháng 10. Xem có cái tin tức gì mà chúng ta cần phải lưu tâm. Hôm nay là thứ hai ngày 21 tháng 10 thì uh, lúc mà 7 giờ 55 phút chiều nay thì có một cái phát biểu của một ngày đại diện của thị trường mở. Còn lại là các cái buổi khác ngày mai nó cũng có những cái bài phát biểu khác nhau. Đấy chúng ta nhìn thấy không? Thị trường FOMC thì còn coi là, là 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 có rất nhiều tin ở trong cái tuần này. Tuy nhiên thì theo tôi thì đánh giá rằng là có một cái bên lề sân cỏ đó là cái cái cuộc gặp mặt của cái khối BRICS này đang cạnh tranh với đồng đô này trong tương lai này. Đấy thì nó cũng là một trong những cái nội dung mà nó sẽ ảnh hưởng này. Hai là cái bản tin thường lệ hàng tuần là bản tin số đơn xin trợ cấp thất nghiệp này. Đó, vào tối thứ năm này cả nhà lưu ý nhá. Và cái bản tin liên quan đến PMI gọi là cả cái tuần này thì tôi cho rằng là tối thứ năm là quan trọng nhất. Rất nhiều tin quan trọng rơi vào tối thứ năm. Còn ngoài ra các cái tin khác, các cái buổi tối khác thì tin nó không quá quan trọng do cái tuần này là tuần gần cuối của tháng nên là cũng không có những cái tin quan trọng nó rơi ra vào cái tuần này đây thì anh chị em lưu tâm coi là tối thứ năm tuần này nhá ok à, xin mời mọi người cùng quay trở lại với đồ thị kỹ thuật đây chúng ta cùng nhìn đồ thị tuần đóng cửa ok đến tuần nó đã đóng cửa cao hơn so với cái ngưỡng cao nhất lịch sử trước đây là 2685 đó và tạo ra một cái phiên đà tăng ngay lập tức trong phiên mở mở phiên của đợt tuần này thế thì cái cơ hội gì cho tuần này thì xin mời quý vị cùng theo dõi hết video Thế thì ở trong cái đoạn bây giờ chúng ta nhìn thấy là uh, Hôm qua thì tự nhiên có một bạn bạn đã xem lại cái video của tôi là cái video giá vàng đi về đâu tập 1 Phát cách đây 5 năm trước Và ở trong cái tập đó thì nó mới là tít cái giá tít, tít 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 ở đoạn đáy Đấy tít ở đoạn đáy cơ Đấy và bây giờ nếu như anh chị em nào mà muốn xem lại cái video tập 1 Của giá vàng đi về đâu nó loanh quanh ở quãng đâu đấy chỗ này Thì nó vẫn còn nguyên giá trị so với bây giờ nhá Đấy thì nếu như mà anh chị em mà không có kiến thức về sóng Đấy, không có kiến thức về sóng thì thực sự để phân tích và tìm cơ hội uh, Kiếm tiền, kiếm lợi nhuận ở trong những cái đoạn đồ thị như thế này là cực khó Đấy, là thực sự là cực khó Bởi vì là thứ nhất là giá lịch sử nó không có đấy này à, Nhìn một nến cũng không nhìn được nữa này Và bây giờ chúng ta chỉ còn có mỗi một cái cửa Quan trọng nhất đó là cấu trúc sóng Đấy, nếu như bạn mà không hiểu cấu trúc sóng thì thực sự là chia buồn cùng với bạn và tuần trước thì chúng tôi vừa mới kết thúc cái chương trình đào tạo huấn luyện nhau ở trên Sapa đỉnh cao về các kiến thức về đồ thị kỹ thuật và liên quan đến đồ thị sóng để cho giúp cho anh chị em có được những cái nhìn xa hơn có những cái chiến lược mà có rất nhiều học viên của tôi đã kiếm được lợi nhuận cả trăm giá đấy thì, thì cái xu hướng trong ngắn hạn chúng ta vẫn nó đã vẫn đang follow theo cái cấu trúc sóng kênh tăng này đó vẫn follow theo kênh kênh tăng này đó à đây bây giờ đang ở khúc t 2 L2 cấp 5 và từ L2 đi lên tiếp cái T3 ở trên 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 cao này. Đó. Thế thì trên cao này thì nó lại có cái sóng nhỏ nữa T1 L1 nữa nó đi vào trong. Như vậy chi tiết như thế nào thì xin mời anh chị nhìn vào đồ thị H4 thì nó có những cái sóng nhỏ trong này. Trên đồ thị kỹ thuật H4 thì sau khi mà cái đồ thị giá nó vượt qua cái vùng 2685 ở tuần trước đã có một cái đà tăng rất là mạnh đúng không? Đà tăng tăng đều luôn, rất nhiều cái đến tăng đều luôn, tăng đều tăng đều luôn cho nên đây là một bài học rất lớn dành cho những anh chị em mà đứng tính chặn đường tàu và bán xuống cực kỳ nguy hiểm tôi liên tục nhắc mọi người là cái phương vị của tôi đây là đang mũi tên hướng lên thế thì khi mũi tên hướng lên này thì chúng ta là gì chúng ta chỉ uh, tính toán tìm điểm mua thôi thì lúc đấy chúng ta mới có cơ hội để dành lợi nhuận thế thì trong cái bối cảnh như ngày hôm nay đấy thì cái cơ hội mà tôi đang tính ở đây đó là cái chờ cú điều chỉnh về vùng 2718-2713 Lúc này chúng ta mới ưu tiên mua lên Và kỳ vọng cho cái nhịp này Từ 2713-2718 Hướng tới 2733 và hướng tới 2740 Vượt qua 2740 thì nó sẽ hướng tới một cái ngưỡng cao hơn Đó là 2770 Thế thì như mà trong ngắn hạn Thì tôi vẫn đang chờ nó có một cú kiểm lại Hôm nay mới là đầu tuần Cho nên cứ bình tĩnh anh chị nhé Cú kiểm lại 2718, 2713 thì chúng ta vùng này chúng ta mới có thể mua được. Và không ngoại trừ có thể giá nó có cú sau khi nó chạm ở quanh cái vùng 2733, 740 có thể có cái cú điều chỉnh về test lại cái vùng đỉnh 2685. Đấy, sau khi có thể nó tạo đỉnh ngắn hạn ở quanh vùng này, sau đó nó có một cú điều chỉnh test về cái vùng 2685 sau đó nó mới lên tiếp. Đấy, cho nên kịch bản tuần này nó có thể có hai cái tình huống đấy xảy ra đấy, trước tiên có thể là gì tình huống một có thể nó lên trước lên trước cái vùng này nó lên trước cái vùng này là 2733 2740 sau đó tạo mô hình nến đảo chiều ở đây và có thể nó sẽ rớt về cái vùng quay trở lại cái vùng giá là 2685 đó đây là tình huống một tình huống hai là nó đến đây nó khựng lại và nó điều chỉnh về đến cái vùng 26 2713 2718 sau đó nó lên để chạm đến hai cái vùng này Đấy là phương án 2, gọi là giảm trước, sau đó mới tăng. Chạm vùng này, sau khi chạm vùng này bắt đầu nó mới có cú điều chỉnh. Đấy thì kịch bản chỗ này nó có hai phương án là như vậy. Thế thì anh chị em cùng theo dõi thị trường và cùng nhận định nhé. Và ở trong cái phương án nếu như nó chạm 2733, 2740 mà nó tạo thành các cái bộ đảo chiều nó giống như kiểu đoạn này. Thì lúc đấy chúng ta mới nên sọt sell. Còn không, hãy cứ cho nó điều chỉnh đi xong chúng ta chờ mua lên thì nó ngon hơn. Để chưa có thể. 2733 đến đoạn này nó có thể có cú điều chỉnh về vùng này chúng ta mua lên hoặc nó lên thêm một chút nữa 2733 đến 2 2740 sau đó nó mới tạo vùng đỉnh ở đây sau đó nó mới có cú điều chỉnh về đây thì lúc đấy chúng ta buộc phải chờ mua với cái giá thấp hơn ở quanh 2.700 2.685 thì chúng ta lưu tâm nhé cho nên là cá nhân tôi tôi vẫn nhận định là chờ mua là chính không chờ bán đấy, Chúc quý vị và các bạn Chúc anh em một tuần mới nhiều sức khỏe liên tục đầu tư thành công Phạm Thành Biên rất là vui được hẹn gặp lại tất cả anh chị. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào thì bạn có thể quét vào qr code này, join vào trong nhóm Zalo, chúng ta cùng làm việc với nhau và tôi liên tục có những cái chương trình à, chia sẻ, liên tục có những cái chương trình huấn luyện qua zoom hàng tuần cho anh em. Nếu như bạn quan tâm, có thể quét qr code, join vào nhóm, đăng ký với admin để làm việc cùng với tôi. Phạm Thành Biên, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên ngay bây giờ, bấm một nút đăng ký, bấm một nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích tất cả những cái video kế tiếp của phạm thành biên từ trên kênh này ngay bây giờ bấm ngay bấm ngay bấm ngay bấm ngay